Rồi, hello anh em buổi tối nha. Em mới vừa trở về, em Innova phơm mới, phơm 2010 ha anh chị ha. Ngày mai em sẽ vệ sinh và dọn lại nha anh chị ha. Cái mấy cái nẹp xi này xấu lắm rồi, ngày mai em sẽ thay hết, thay hết mấy cái nẹp xi luôn. Xe này thì được cái phơm nó phơm mới, phơm 2010. Mâm lớp vỏ đẹp hết rồi. Xe này em mua về bờ lời được 4 cái vỏ nha, 4 cái vỏ mới nè. Em mới vừa trở về ha. Hiện tại em đang có mặt tại Bến Tre ghé mua bánh mì ăn. Đó. 4 cái vỏ gì coi. Đó, vỏ nè, thì cộng luôn. 4 cái như nhau nha. Đăng kiểm vào tháng 7/2022. Xe thì cũng liền lắm anh chị nha. Lên full G có màn hình Android luôn. Mình bán giá cũng hợp lý cho anh em ha. Xe này mình để ra cho anh em một cái giá là 185 triệu ha. Vô lăng 4, vô lăng G 4 chấu nè. Hai dàn lạnh Lam Phong G ha. Lên hai dàn lạnh như là Lam Phong của G luôn, mình nó lập 5D nha. Đó, dàn ghế thì còn đẹp. Ghế da mới toanh. Nách cửa keo chỉ thì nó lẫm mỏm, dòng di non G thì anh em biết là keo chỉ nó sẽ lẫm mỏm chứ nó không được rin hết. Đó, nhưng mà được cái máy xe này thì máy, cái máy mới vừa đại tu xong, vừa làm đại tu hết nguyên cái máy luôn, cho nên chạy rất là êm. Anh em nào lên đây mua xe chạy Innova G lên đây và chạy thử em xe này, nếu mà em xe này chạy thua em Innova G em tặng chiếc xe này luôn. Còn nếu mà em Innova G anh em chạy êm hơn xe này, êm không bằng xe này êm hơn, thì anh chị em mình vui lòng mua xe em làm vui rồi. Đấy, chơi cái dán cờ với anh em luôn. Xe này thì quá đỉnh rồi. Chỗ cái máy được mới làm, nội thất đẹp, ngoại thất cũng ok, phơm dán mới, ba màn hình ha. Hai màn hình sau không biết xài được không, không biết, nhưng mà màn hình trước thì còn đang xài bình thường. Vô lăng G 4 chấu khá đẹp rồi đó, túp lô túp ly rất là đẹp ha anh chị ha. Keo chỉ cũng còn mà lấm mỏm thôi. Máy số gầm em 4 vỏ mới. Nói anh em nào thấy thích thì cứ nhắc máy alo cho em Thịnh mình nha. Thì bữa giờ cũng rất nhiều anh em là kiếm mua dòng Innova G, đó nhầm Innova G lên G, thì hôm nay mới về được em này ha. Hiện tại cửa hàng Innova còn rất là nhiều mà đa phần G thôi. G thì mới vừa về em này. Thì anh em nào yêu được thì cứ nhắc máy alo em Thịnh mình ha. Cảm ơn em nhiều ha, chúc em ngủ ngon nha.